Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Canada đối mặt với những đe dọa sự can thiệp từ Trung Quốc và Nga. Việt Nam có thể thành khu tự trị? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Một ủy ban của Quốc hội Canada vừa đưa ra cảnh báo vì sự can thiệp từ nước ngoài, trong khi có một báo cáo tương tự như vậy tại Anh chưa chính thức được công bố. Có một mối đe dọa rõ ràng và đang tiếp diễn do sự can thiệp đáng kể và liên tục từ nước ngoài vào lĩnh vực công ở Canada, Chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh Quốc hội Canada đã nói với truyền thông quốc tế như vậy. Đây là hình ảnh Thủ tướng Canada Justin Trudeau bên trái và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dân biểu David đã phát biểu như vậy khi ủy ban của ông công bố bản báo cáo thường niên, trong đó đưa ra một phác thảo chi tiết về những mối đe dọa, cũng như đệ trình chi tiết các khuyến nghị về những gì mà chính phủ nên làm để ứng phó với mối nguy cơ nói trên. Sự can thiệp từ nước ngoài này bao gồm một số hình thức như tác động vào tiến trình bầu cử, vào quá trình ra nghị quyết của chính phủ và nền tự do học thuật và truyền thông. Nga và Trung Quốc được cho là chịu trách nhiệm cho những sự can thiệp này. Mặc dù thế, Nga và Trung Quốc luôn được phủ nhận các cáo buộc nói trên và sự can thiệp của họ. Ông Mark Cutin đã bình luận như vậy. Trong khi đó, ở Anh, một báo cáo với kết luận tương tự của Ủy ban Tình báo Anh và An ninh Quốc hội Anh cũng chưa đưa ra công báo về sự can thiệp của Nga, dù bản báo cáo này đã hoàn thành từ một năm về trước. Mối rủi ro nước ngoài đang đe dọa hệ thống chính trị Canada, đây là điều rõ ràng nhất. Và trên thực tế, các mối đe dọa từ sự can thiệp của nước ngoài thường được ẩn giấu, báo cáo của Ủy ban này viết và chỉ ra một loạt các hoạt động ẩn giấu như vậy, rất tinh vi. Và mối đe dọa ấy bao gồm cách các quốc gia nước ngoài cố gắng và sử dụng sự dối lừa để mua chuộc chính trị gia, gây ảnh hưởng lên việc đưa tin của phương tiện truyền thông, giám sát một số cộng đồng sắc tộc cụ thể nào đó và quấy rối các nhà bảo vệ nhân quyền và can thiệp vào các quyền tự do hội họp, tự do thông tin và tự do học thuật. Đây là hình ảnh của ông Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Nga bị cáo buộc cũng đã dính líu vào các hoạt động này và gây ảnh hưởng lên hệ thống chính trị của Canada để tác động vào việc ra quyết định của chính phủ này và gây ảnh hưởng đến dư luận. Cùng với những điều đó, còn có một loạt các rủi ro đáng kể đối với quyền tự do của người Canada và chủ quyền của đất nước, gồm sự khả năng xói mòn các tổ chức dân chủ của chúng tôi, ông Mark Cutin đã nói như vậy. Một số chi tiết cụ thể của các hoạt động như vậy đã được điều chỉnh lại hoặc kiểm duyệt bởi chúng chứa thông tin rất nhạy cảm. Ông Mark Cutin cũng cho biết rằng ủy ban của ông đã chỉ ra cách chính phủ cần phải làm gì để có thể lật cược lại thế cờ này. Các biện pháp đó bao gồm như sau: tăng cường kết nối và minh bạch hơn trong thông tin với công chúng, thúc đẩy sự đoàn kết nội bộ trong việc nhận biết và thấu hiểu các mối đe dọa, và cải thiện sự tham gia của các địa phương cũng như các trường đại học. Đây cũng là mối đe dọa ngầm, khó nhận diện theo cách thông thường. Và ủy ban này của Quốc hội Canada cũng đang xem xét cách thức các đồng minh khác như Hoa Kỳ đã giải quyết vấn đề này như thế nào. Đây là hình ảnh công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người phụ trách cuộc điều tra suốt 2 năm về nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Hoa Kỳ được xem là có âm mưu can thiệp từ nước ngoài cao nhất, với việc các quan chức tình báo và thực thi pháp luật nước này nói rằng Nga đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Một báo cáo từ Ủy ban Tình báo và An ninh của Anh, trong đó đề cập đến sự can thiệp của Nga, đã hoàn thành vào tháng 3 năm ngoái và được gửi cho Thủ tướng vào tháng 10, nhưng không được công bố trước cuộc bầu cử. Một ủy ban mới vẫn chưa được thành lập và ủy ban này sẽ phải đưa ra quyết định về việc có nên công bố báo cáo hay không, và nếu có, thì dưới hình thức như thế nào. Ông Mark Cutin, Chủ tịch Ủy ban tương đương của Canada, nói rằng ông cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là việc công chúng hiểu rõ những gì đang diễn ra. Ông nói, chúng tôi nghĩ rằng việc kết nối với người dân Canada là rất quan trọng và khiến họ hiểu rõ bản chất của mối đe dọa này. Ở một số khía cạnh, đây là một mối đe dọa ngấm ngầm. Đây là một vấn đề mà người Canada chưa hoàn toàn hiểu rõ.
bởi chúng không được đề cập đúng mức và chúng tôi rất hy vọng điều này sẽ châm ngòi cho những tranh luận sắp tới. Hồi cuối năm 2019, tờ báo New York Times cũng đã có bài phân tích nói rằng chính phủ Úc đang đối mặt với những nỗi lo lắng do Trung Quốc can thiệp vào nước này. Đây là hình ảnh cựu điệp viên của Trung Quốc, Vương Lập Cường, người đã tiết lộ tình báo Trung Quốc đã từng tìm cách tuyển mộ một doanh nhân ở Maybourg để tìm cách đưa vào Quốc hội Úc. Một người Trung Quốc đào tẩu sang Úc đã cáo buộc Bắc Kinh đã cố gắng can thiệp vào chính trị của nước này. Một doanh nhân qua đời sau khi tiết lộ rằng chính quyền Trung Quốc muốn ông làm trân trong tại một quốc hội của Úc. Những kẻ đáng ngờ bám theo người chỉ trích Bắc Kinh tại thành phố lớn của Úc này đã chỉ ra. Và những lo ngại về sự can thiệp của Trung Quốc trước đây hiện hiện một cách hết sức mơ hồ. Giờ đây, người Úc đã cảm thấy tham vọng chính trị của Bắc Kinh và các hoạt động gián điệp trở nên rõ ràng và cụ thể hơn. Đây là một vấn đề không thể lờ đi được. Ông Hood White, cựu quan chức tình báo giảng dạy tại Đại học Quốc gia Úc đã nói như vậy. Và ông nói thêm, chúng ta đã đánh giá thấp mức độ gia tăng sức mạnh của Trung Quốc và tham vọng sử dụng sức mạnh đó. Tuy nhiên, chính quyền Úc chưa vạch ra ranh giới rõ ràng đối với Trung Quốc. Quốc gia là đối tác kinh tế lớn nhưng lại bị coi là một đối tác đe dọa đang trỗi dậy. Đây cũng là câu hỏi hóc búa mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt. Trong khi đó, Cảnh Sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng những câu chuyện về hoạt động gián điệp của Trung Quốc hay Trung Quốc thâm nhập vào nước Úc với những kịch bản kỳ quái và chi tiết để câu khách toàn nói dối. Và mối quan hệ giữa các cấp lãnh đạo Trung Quốc với các lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ cho thấy sự ảnh hưởng rất sâu rộng của Trung Quốc đối với các biến cố chính trị, kinh tế tại Việt Nam, đặc biệt nhất là thông qua số lượng các nội dung và hiệp định thương mại cũng như hiệp định hợp tác giữa hai nước đã được ký kết và nhiều điều mà người Việt Nam không hề biết. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1 năm 2017. Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 15 văn kiện hợp tác bao gồm rất nhiều lĩnh vực như thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản hai nước, về hợp tác quốc phòng và về vấn đề cửa khẩu, biên giới. Báo chí Việt Nam từng báo động là Trung Quốc đã thắng thầu 80% các dự án ở Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam đã nói rằng ngành công nghiệp cơ khí đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất về sự các nhà thầu Trung Quốc là tổng thầu các công trình dự án công nghiệp và không dành phần việc nào cho cơ khí trong nước. Ông Thụ cho biết thêm, tính riêng từ năm 2003 cho đến năm 2011, nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu EPC 5 trên tổng số 6 dự án hóa chất, 49 trên tổng số 62 dự án xi măng. Riêng nhiệt điện có 16 trên 27 dự án do Trung Quốc là tổng thầu, chỉ có 7 dự án không phải là nhà thầu Trung Quốc. Một báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam năm 2018 đã cho biết thêm như sau. Trong số 12 đại án thua lỗ nghìn tỷ của Bộ Công Thương, có đến 4 dự án là sử dụng vốn vay từ Trung Quốc. Đạm Ninh Bình có tổng vốn đầu tư là 6.000 tỷ, đã bị đội vốn lên tới 10.000 tỷ đồng. Đạm Hà Bắc đội vốn lên hơn 10.000 tỷ đồng. Gang thép Thái Nguyên 2 từ 3.800 tỷ đồng đã lên 8.100 tỷ đồng. Nhà máy gang thép Lào Cai bị đội vốn từ 175 triệu đô la lên 335 triệu đô la. Ngoài ra còn có dự án đường sắt Cát Linh, Hà Đông đã gần 8 năm chậm tiến độ và chưa thể đưa vào vận hành do còn 4 vấn đề lớn chưa được giải quyết ở đây. Và bên cạnh đó, Hội nghị Thành Đô hay còn gọi là Mật ước Thành Đô là một nghi vấn lịch sử mà nội dung và các thỏa thuận trong cuộc họp của đôi bên vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, trên mạng truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho đăng hình ảnh chụp trong hội nghị của cuộc họp thượng đỉnh Việt-Trung trong 2 ngày từ mùng 3 đến mùng 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, giữa lãnh đạo cao cấp nhất của hai đảng Cộng sản, hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Đây là hình ảnh được cho là hội nghị Thành Đô vào ngày mùng 3 đến mùng 4 tháng 9 năm 1990. Mặc dù chưa ai được tiếp cận văn bản gốc của thỏa thuận mật ước Thành Đô, tuy nhiên một số nhà nghiên cứu đã đưa ra hai luận điểm quan trọng. Một là phía Việt Nam chấp thuận là một khu tự trị của Trung Quốc. Hai là Bắc Kinh gây sức ép buộc Việt Nam phải loại bỏ Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Đài EFA của Mỹ đã dẫn chiếu chứng minh hai tờ
Thời báo Hoàn Cầu và Tân Hoa Xã cùng nhau công bố về sự thật kỷ yếu hội nghị, trong đó có nội dung như sau. Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận là một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương Bắc Kinh như là Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng và Quảng Tây. Phía Trung Quốc đồng ý và chấp thuận đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời hạn 30 năm từ năm 1990 cho đến năm 2020 để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc. Trả lời đài FI của Pháp hồi năm 2014, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, cho biết ông không tin là Việt Nam tại Hội nghị Thành Đô năm 1990 đã chấp thuận cho Việt Nam trở thành khu tự trị của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông khẳng định là tại hội nghị đó, Bắc Kinh đã gây sức ép, buộc Việt Nam phải loại bỏ Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.